Bạn hãy chú ý vào bên kia đường. Có một chiếc ô tô màu đen đang lưu thông và lúc này sẽ rẽ trái vào bên phía đèn đỏ để dừng đổ xe. Điều đáng nói là chiếc ô tô này dừng đổ tại nơi đáng ra chiếc ô tô không được phép dừng đổ. Chiếc ô tô màu đen dừng đổ đối diện chiếc ô tô có gắn camera hành trình. Lúc này tài xế trên chiếc ô tô có gắn camera hành trình vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Và sau thấy rằng chiếc ô tô màu đen phía trước đã dừng đổ không đúng nơi quy định và anh có những lời lẽ nhắc nhở, nhưng nam tài xế trong xe vẫn bỏ ngoài tai và quyết định bước xuống xe để đi vô tiệm vịt. Đây nó bị ngáo à? Hành động vô cùng bố đề, ngang ngược và hóng hách của nam tài xế trên xe ô tô màu đen. Có nhìn đèn xanh đèn đỏ không? Đèn xanh đèn đỏ đây à.